Vâng, xin giới thiệu bạn, đây là hai chiếc xe tăng tại Dinh Độc Lập các bạn ạ. Vâng, một cái mang số hiệu là 843 và một cái mang số hiệu là 390 các bạn ạ. Vâng, chiếc trước mặt các bạn là mang số hiệu 390, thành chiếc đứa bạn. Vâng, số hiệu của chiếc xe là 390. Hai chiếc này cùng loại cùng thời các bạn ạ. Và là hai chiếc đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 các bạn ạ. Vâng, một chiếc xe tăng mang số hiệu là 390. Và một chiếc xe tăng trước mặt các bạn là mang số hiệu 843 các bạn ạ. Hai chiếc này là được lưu giữ tại Dinh Độc Lập cho đến ngày hôm nay. Và thành xe đang ghi lại những cận cảnh của chiếc xe tăng mang số hiệu 843 các bạn ạ. Vâng, một hình ảnh rất ấn tượng và lịch sử, đã ghi vào lịch sử của cuộc chiến tranh thống nhất miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 các bạn ạ. Một trong hai chiếc xe tăng đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và được lưu giữ lại tại Dinh Độc Lập đến ngày nay các bạn ạ. Vâng, Thành đang đưa các bạn đi cận cảnh để trải nghiệm một chiếc xe tăng mang số hiệu 843. Vâng, này rất là nhiều đoàn đến tham quan trình hợp này các bạn ạ. Họ đến từ tất cả các vùng miền của đất nước. Bác đến đây từ đâu bác ạ? Bác à, vâng, Bà Rịa Vũng Tàu à? À, bác đến đây từ sáng nay hay là sáng nay? À vâng, đoàn mình đi đông không bác nhỉ? 30 người. À vâng, đoàn mình là hầu như là cựu chiến binh nhỉ hay là? Vâng ha. Ở thành phố Hồ Chí Minh này thích đi tắm ở biển Vũng Tàu, nhưng mà thời điểm này đi hơi đông các bác nhỉ? À, bác cách cái biển khoảng bao nhiêu cây ạ? 60 cây. À vâng, thế à? Và vậy là đoàn mình đi một ngày hôm nay có đi vâng chiều về, vậy là đi mỗi Dinh Độc Lập thôi chứ đúng không ạ? Vâng, bến cảng Nhà Rồng. Bến cảng Nhà Rồng thì gần đây ạ, và ngay ở bên sông Sài Gòn, cũng là một cái di tích lịch sử ngày bác bước chân ra đi tại bến cảng Nhà Rồng ạ. À, từ đây đến đấy khoảng 2 cây thôi, hơn 2 cây thôi. Nó bây giờ là gọi là bảo tàng Hồ Chí Minh bác ạ. Bây giờ nó là trước là bến cảng Nhà Rồng, nhưng bây giờ là bến là bảo tàng Hồ Chí Minh. Thì trong đó có rất là nhiều kỷ vật được lưu giữ. Tôi cảm ơn bác, kính chúc đoàn mình đi vui vẻ. Vâng, hôm nay rất là nhiều đoàn đến tham quan Dinh Độc Lập các bạn ạ. Họ đến từ tất cả các vùng miền của đất nước. Vâng, đây là chiếc xe tăng mang số hiệu 390, một trong những chiếc húc đổ Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 các bạn ạ.
Vâng, thành chị đưa bạn đây cận cảnh tại chiếc xe tăng này. Vâng, cận cảnh chiếc xe tăng này các bạn ạ. Vâng, những cái bánh xích kia. Mời ra ngoài khỏi tham quan nữa. Đó, thấy chưa? Đã tiền tóc sơn. Những chiếc bánh xích vẫn còn mới các bạn ạ. Do đại tu lại. Hey,